Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 24 tháng 4 đã lên tiếng sau khi phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lư Sa Giã khiến ba nước vùng Baltic nổi giận. Trong cuộc phỏng vấn với đài TF1 của Pháp được phát sóng hôm 21 tháng 4, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lư Sa Giã cho rằng các nước Cộng hòa nằm trong Liên Xô cũ không có tư cách hiệu lực trong luật pháp quốc tế, theo South China Morning Post. Trong luật pháp quốc tế, ngay cả những quốc gia từng thuộc Liên Xô này cũng không có tư cách có hiệu lực trong luật pháp quốc tế. Bởi vì không có thỏa thuận quốc tế nào để cụ thể hóa tư cách quốc gia có chủ quyền của họ, ông Lư nói trong cuộc phỏng vấn. Phát ngôn trên của ông Lư đã gây ra sự phẫn nộ ở ba quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania, cả ba đều từng là các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Và hiện tại là thành viên của Liên minh châu Âu EU. Ba nước vùng Baltic nói trên hôm nay đã triệu tập các đặc phái viên của Trung Quốc để yêu cầu họ giải thích về phát biểu của ông Lư, theo AFP dẫn lời Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis. Moldova và Cộng hòa Séc hôm nay gọi phát ngôn trên của Đại sứ Lư là hoàn toàn không thể chấp nhận, theo Reuters. Trước đó, ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, cũng đã gọi những phát biểu của Đại sứ Lư là không thể chấp nhận được. Ông Borrell còn viết trên Twitter rằng EU chỉ có thể cho rằng những tuyên bố này không đại diện cho chính sách chính thức của Trung Quốc, theo AFP. Khi được hỏi liệu lập trường của ông Lư có đại diện cho quan điểm chính thức của Trung Quốc hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm nay nói rằng Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo Reuters. Phía Trung Quốc tôn trọng quy chế của các quốc gia thành viên với tư cách là các quốc gia có chủ quyền sau khi Liên Xô tan rã. Bà Mao nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia đó. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có công nhận Ukraine là một quốc gia có chủ quyền hay không, bà Mao cho biết quan điểm của Trung Quốc về vấn đề này là khách quan và công bằng. Bà còn nói rằng, sau khi Liên Xô tan rã, các nước Cộng hòa khác nhau có tư cách là các quốc gia có chủ quyền, theo Reuters. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.